Rồi, xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game Meet Ship. Ok, mình đọc về thông tin của game này thì nói chung là nội khá là cũ kỹ. Đọc và mình thấy mình khuyến cáo những bạn nào mà không thích, bạn nào ăn chay á, những bạn mà không muốn giết động vật á thì đừng coi game này hen, bởi vì game này liên quan đến chặt mổ heo đó. Đó, vậy thôi. Được rồi, mình đi chơi thôi. Mình đang ở đâu đây? Okay, mình đang lội lội, mình hy vọng nó không phải là cái màu đỏ tươi nha, mình hy vọng đây là cái cống. Game cũng hơi giật. Mình đang ở đâu vậy? Mình nhìn này có cảm giác như mình bị thôi miên đó nhỉ. Chúng mình kiểm tra rồi coi. Lóc à, cái máy chấm công à, hồi cái con cửa này. Ok, vô thôi. Ok, nó chỉ bật đèn thôi, hết hồn nha. Mình đi đó à, mình không đi được này. Nó giật thế nhỉ, để mình kiểm tra có mình có bật cái gì không mà sao nó giật thế không biết. Mình không biết tại sao mà game nó giật quá. Mà thôi kệ nó, nói chung mình cũng đỡ giật. Không giật lắm nên mình vẫn chơi được. Ok, cửa mở rồi. Big up watch cylinder. Ok. À, mình có một cái cúp. Rồi sao? Mình cầm gì đây? Mở hả? À, đóng lại. À, mở ra. À, mình kiếm cái gì hả? Nhà có vẻ ấy quá nha. Mở này ra. Relax cyber. Time machine in the break room, the room which you will retire to when you have completed your descent. Last company meet backing and support time. Insist you listen to the work and will tell you when the time to go to the bathroom. The way you buy roll and tell me the important work. Oh, má rồi. The time you go to the bathroom. The way you meet room where you begin to listen work task. Rồi, khi nào em được mổ heo anh? Bây giờ em được muốn muốn được mổ heo. Mà em hy vọng em không phải là một con heo. Sao giật thế nhỉ? See Mr. Webber who will be in charge of slow down the ship. À. Hello Mr. Webber. Hello mấy con heo. Mấy con heo dễ thương. Mấy con heo kìa. Ồ, cái bà mổ heo đó hả? Hai bà. Ồ. Chào cưng. Hello heo. Nhìn mấy con heo cute vãi. Sausage, xúc xích, xúc xích đóng hộp. Và ta phải bị split big belly, ok, mổ bụng heo. Hai. So the first one to you is the meat production. Bây giờ mình phải we insist that prior to split the big belly, I want so they may be your future spice company meat product. Ok. You have to be the matches to recruit the toad until the blood will be toad. Build them any blood and then one band run into them. Oh, cái này nhiều thứ khó hiểu quá. When you have blood, the blood toad we adjust you and gain the stem that bring the pit to be split. Okay. The spy company budget can I to split them to bottom, top to bottom and reward them to the inside. Okay. So they may be probably you the future spy company meat production. Ok, hơi khó hiểu một chút nhưng mà mình sẽ lấy con dao. Con dao mổ thịt. Mở cái này. Heo ơi, vô heo ơi, cho anh mổ ruột nào. Nước gì thế? Heo ơi. Heo, heo ơi. Em heo của mình đâu rồi? À, mình phải à. Ok. Yeah, một bé heo.
hai bé heo, ba bé heo, yay. Ok. Rồi, các bạn nào mình nói trước rồi nha, bạn nào ăn chay được cái nhìn cái cảnh này ha. Ok, mình chặt đây. Mình chặt đây. Yeah. Oh yeah. Oh, đào cách mổ heo à. Rồi sao nữa? À, mổ ba con như vậy luôn. Ok. Không đeo vào tay hả cưng? Không đeo vào tay các bạn à. Làm ăn dơ quá, kiểu này phải nói lên với sếp thôi. Sao? Ok, mấy con heo nó đi rồi, giờ sao? Giờ sao nữa cưng? Nói đi, sao nữa? Nghĩ chắc mình xong việc rồi, đi về. Ok. We have a lot of rain in the world right now. Fast comedy, mid combat, advanced comedy, bell and ginger. Where you will spot comedy, mid content vet. Ok, bên này hả? Máy sấy hả? À. You will cheat each will necessary care when placed on the console bell. Ok. À, heo chết rồi mà phải đối xử tiếp theo cho thật ấy đi vậy thôi. À, máy mình gãy, máy mình dở quá game này mà nó cũng giật cho được game này nhỉ. Mình đó hả? Ừ, chắc là mình. Tao ăn chuyện hả? À, ok. Vì một mình phải chạy hết cái nhà máy này hả? Đồ má cái tiếng cưa heo đó hả hay cái gì vậy? À đúng rồi, tiếng cưa heo. Đồ má kêu ghê. Ô yêu 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 yêu. À da gà da da lợn ấy là luôn kinh vãi. Yeah, anh làm việc tốt lắm, tăng lương cho anh đi. À mình được nghỉ ngơi rồi, ok. Man employee who take no it's okay. Okay. Ok, lấy một cái. Wow, mình đi xuyên cái này luôn. Wow, mình đi xuyên được cái này luôn. Ok, lấy một hộp đặt lên bàn rồi, ngồi ăn thôi. Mình phải lấy à mình phải kiếm cái muỗng, không có muỗng. Có gì đây em, có muỗng không? Không có muỗng sao ăn em? À đây rồi, đây rồi, cái dĩa. Ok, đặt lên bàn. Yeah, mở sắp xếp ra và ngồi ăn thôi. Ngon. À ok, tôi đã biết chung. Ok. Con heo có vẻ bợ. Ô, sao mấy con heo nhìn ghê vậy? À ok, không phải, không có gì hết. Heo có vẻ ít bớt rồi nha. Hả? À, chào bà Vớt trước khi về làm việc, ok. Hello bà Vớt. Phải, nãy mình muốn chào mà bà có ổng có cho mình chào đâu. Hello heo thịt. Oh yeah. À, công việc việc nhẹ lương cao nhỉ. Con heo này quá đắt rồi à, sếp ơi, con heo này quá đắt rồi, nó toàn giòi không nha, con heo này bị quá đắt rồi. Ô giờ là một ổ nó luôn.
ghê quá. Heo quả đá. Heo quả đá rồi sếp ơi. Thấy dồi kìa. Mình thấy mấy con dồi nè. Ai cái tiếng gì kìa ghê vãi. Ai cho dồi vô luôn hả anh. Sếp ơi, con heo đó dồi ăn hết rồi. Sao sếp lại nướng một cái dồi thế? À, đến giờ nghỉ trưa rồi, về nghỉ trưa thôi. Ăn thịt heo tí thôi. Đến giờ nghỉ trưa rồi. À, hôm nay công việc mệt vãi đạn các bạn à. Mệt bắt đầu hiểu. Ô, đừng nói đây là mấy con giòi sống nha. Yêu, má game này không phải kinh dị mà game này là game tẩm lợm. Yêu, bị tẩm quá. Đây quay lại làm việc thôi, nhìn chả muốn ăn tí nào cả. Ok, bà ấy biến mất rồi cùng với con heo luôn. Quá, tại sao lại? Ok, mình có linh cảm không lành rồi đó. Ok, chào đi, rồi có ai chào lại không? Đừng nói tiếp theo là mình thấy bả bị treo. Có ai theo dõi mình hả? Ew! Gì vậy? Mà cái bà kia mà heo đâu? Heo của anh đâu? À, mình thấy bà kia mà treo lủng lẳng theo cái đường này mình sợ luôn á. À. Có cái gì đó không? Hy vọng là không phải là xác của bà kia. What the fuck? Ok, máy nó không hoạt động. Không có heo. Thôi mình đi về thôi. Mở cửa anh ơi, muốn về. Ok, có vẻ như mình phải xuống mình sửa cái máy. Chắc là vậy. Ô, da gà mà nó nổi lên nữa rồi. Mở cửa. À, sửa máy hả? Gì vậy? Trời ơi. Tay mình sao rồi? Oh, bà mẹ vết bết đã nhận ra điều này rồi. Mày đã phá hỏng. Chào bà. Ô, bà đang đứng gần mình kìa. Ra khỏi đây thôi, ra khỏi đây thôi. Bà ơi, bà tránh xa con ra. Bà tránh xa con ra. Con không muốn bị mổ thành heo. Bà tránh xa con ra. Thôi đi thôi, đi thôi. Biến ra khỏi đây thôi. Mình không muốn bị bà chặt làm hai làm bốn đâu. Bà phát giác mình rồi. Tiếp mình làm lỗi con cái mà bả đòi bả xiên mình luôn. Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Chào bà. Yeah, lắc 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 cái người bạn, lắc người bạn. Yeah. Không lắc được. Bả quá nhanh, bà quá nhanh và bà quá nguy hiểm. Ủa tay mình còn nguyên mà. Mình phải điều khiển. À ok, mình phải điều khiển. Ồ, như mình vừa nhận ra được một điều gì đó. Ai vậy? Mình đó hả?
Ok, vậy đây là Midship. Về cảm nhận game này của mình là chắc nó có ý sâu xa gì đó, mà ví dụ như là bạn đừng ăn thịt, kiểu như khuyến khích bạn đừng ăn thịt heo, nếu nếu bạn giết heo nhiều thì bạn sẽ thành heo, kiểu kiểu vậy, rồi bạn sẽ chui vô máy nghiền giống như mấy con heo ấy, chắc là vậy. Mình không hiểu thông điệp của game này lắm nhưng mà thôi cũng được, game này kinh dị thì cũng có đấy, mình cũng nổi da gà mấy lần nhưng mà hơi khó hiểu tí, nhưng mà để thôi. À, cảm ơn các bạn xin đưa phút béo, đây là Midship. Còn nếu các bạn thấy hay thì like hoặc là dislike cũng được, mình không quan tâm lắm bởi vì mình không biết cảm giác gì về game này cả. Rồi, đăng ký cho mình, like mình, share cho mình nghe. Và bạn có game gì hay thì cho gửi cho mình rồi mình chơi cho, và nhớ xin lại cho nhé, review cho nhé. Cảm ơn đã xem được của phút béo. Và bây giờ phút béo out, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, chào chào.